Vâng, Điện tử Tổng Hoa xin mến chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, và ở video clip này tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội tạng ruột gan của cặp loa HZ MA15B. Vâng, trên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn đây là một cặp loa HZ hàng bãi xịn có mã số MA15B, công suất 500W mỗi thùng. Loa có trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của cặp loa này là 99 decibel với cân nặng là 42 kg mỗi thùng. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội tạng ruột gan của cặp loa HZ. Vâng, thì đây là màng lưới bảo vệ, đó là e căng, còn đây là hai tấm e căng mặt trước HZ audio rất chất lượng. Với một vâng, chiếc tấm e căng bên trong được sử dụng tấm mút để chắn mũi. Vâng, thì đây là hai chiếc bát 40 đã được lộ ra. Và còn nguyên zin nhá quý vị và các bạn nhé. Và màng loa nón côn và còn nguyên zin, gân vải tẩm dầu rất chất lượng. Và đây là cặp loa đầu gấu, tiếng bát đánh rất là lực. Còn nguyên zin luôn. Và còn nguyên zin luôn nhé. Lặng kinh khủng luôn. À, đây là chiếc tương của loa bát. Rất là khủng. À, từ của loa bát thì có đường kính 22. À, đây là 22. 22 cm. Côn của con này là côn 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 xương. Vâng, 6 xương hương đúc. Rất chắc chắn, dày. Vâng, rất dày dặn. Đây là cọc dây kẹp, kẹp dây loa. Đây là dâu loa. Và cặp loa này đánh công suất khủng khiếp luôn. Rất khủng khiếp. Đây là chiếc loa check kèn. À, chiếc loa check kèn rất là khủng luôn. Chiếc loa check kèn có từ là đi từ 20. Vâng, từ 20 nhé quý vị và các bạn nhé. Từ 20. Con này là coi 76. Tôi sẽ tháo hai chiếc. Từng của loa bát rất là khủng khiếp. Đây là một cặp loa bãi xịn. Bạn thấy khủng khiếp chưa? Hai chiếc từ của loa nó tép 20. Và từ của loa bát là từ 22. Côn 100. Và từ của loa tép là 20. Quay 76. Và chúng ta tiến sâu ở bên trong phân tần.
đây là phân tần. Phân tần của loa HZ. Đây là một cặp loa của HZ MA15B. Và đây là một bảng phân tần. Và đây là một bảng phân tần nữa. 3 phân tần nhé. 3 phân tần. Nó có tới 3 chiếc phân tần nhé. Và 1 phân tần này, 2 phân tần này, 3 phân tần này quý vị và các bạn này. Đó, 3 phân tần nhé. Con này sử dụng 3 phân tần. Rất khủng khiếp luôn. 3 phân tần luôn. 3 phân tần. Dòng loa HZ được sử dụng 3 phân tần. Đây là 2 phân tần, đây là phân tần của loa bát. 3 phân tần nhé. Phân tần. Và trên này là phân tần của loa tép. Và thì đây là cái bông tiêu âm. Rất chắc chắn. Và với một cặp loa HZ hàng bãi xịn Audio MA15B. Và có giá là 11 triệu đồng. Và quý vị và các bạn có nhu cầu một cặp loa bãi xịn HZ Audio MA15B, xin hãy liên hệ cho điện tử Tấm Hoa theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Điện tử Tấm Hoa giao hàng toàn quốc. Và đến đây xin kính chào quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Vâng, xin chào.